Đây là Hồ Lê Duyên, mến chào quý bạn và các vị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Diana. Ở video trước thì Diana đã chia sẻ 3 ngày đầu tiên Diana đến Florida, Diana đi đâu, ăn gì, cùng với ai. Và ở video này thì Diana sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người là những ngày tiếp theo Diana sẽ làm gì và đi đâu nhé. Good morning mọi người. Mọi người ngủ có ngon không? Đây nè, về Venus ngủ rất là ngon. Bởi vì sao? Bởi vì không có ngủ đủ á. Bây giờ một tiếng thì nó cũng sẽ là rất là ngon rồi. Tuy là không ngon lắm nhưng mà nó vẫn rất là ngon rồi, mọi người biết không? Hai đêm rồi, ủa hai đêm hay ba đêm? Tối thứ hai. Tối thứ ba nữa. Tối thứ ba. Ba đêm rồi, chưa có được đi ngủ trước 10 giờ. Mọi người có biết không? Bởi vì ở Arkansas là 8 giờ là tôi được vô phòng nằm rồi. Mời mọi người cùng đi mua đồ ăn sáng chung với bọn tớ. Ok, đây là big breakfast của Venus. Diana thường thì ngày nào cũng sẽ ăn sáng, mà nếu mà sáng ở nhà không có gì ăn thì thường Diana sẽ đi ra McDonald's mua bánh hot cakes này nè, ăn chung với bacon. Xung quanh Diana thì ai cũng làm nail 4 mùa, còn Diana thì làm có nửa mùa thôi nhé. Bởi vì nửa mùa kia là Diana đi chơi ha, giận đó. Và một ngày làm việc đã trôi qua, 6 rưỡi tối rồi đi về thôi. Trời hôm nay thì lại mưa. I'm gonna eat. Không phải đi ăn đi. Không biết khi nào mới ăn rồi, đôi gì vừa luôn á. Thấy cái nhà thờ này là biết tới chỗ ăn rồi nè. Oyster, mấy Duyên có một hộ gì ăn này không? Sometimes cái này ngon. Ừ, biết được. Ăn súp chứ. Where is the soup? Soup is over there. Đây là soup station. Ooh, french fry. Điên rồi đấy. I want miso. What are you getting? Ooh, miso too. I want miso. Nhưng mà sometimes tự nhiên miso ở đây nó bị mặn. Chú ăn chay, chú ánh ăn chay. Quán chay hả? Ồ. Nên bây giờ chú tìm đồ chay chú ăn. Veggie là chú này hả? Chú có muốn ăn Duyên có lấy gì không? Dễ thương không? Còn hỏi nhau cùng một lúc nữa chứ. Con đâu trồng kia này. Đúng rồi. Dạ được. Muốn lấy cương. Want Tabasco? No, not my thing. And I'm like it. Lấy cái hộp không sao đâu. Oh. Me too. More? That's good. Yummy. Bob crawfish và đúc cho đây này ăn không phải Venus làm màu đâu nha, mà là chị em chúng tôi yêu nhau thiệt đó. Mời mọi người quán kinh phai nha. Wow, sexy quá. Ủa đúng rồi, hút vô. Yes. Chị Ngân nó thích ăn này. Chị mê lắm. No. I say no. Ten thirty. Okay. Thank you. So you don't have to stop me. Eat. I want this one. Yes. Yeah. Okay. Mango, peach and mango. Ooh, yes. Từng thử mango nhưng mà chưa có thử mango and peach. Mình có wasabi chứ cái gì? Yes. Mình không ăn gừng. Ăn nhiều gừng không? Mình không ăn gừng. Bù quên sức lại đúng không? No, that's more than enough. Bỏ bên quên miếng này gần không dịu gì đi. Cái này nhìn cũng ngon này nhưng mà Duyên ăn không? Nó dở. Yeah. Tay á. Yeah, just one. Cái miếng ngoài đây nè. Quá biết ơi, thôi kệ không sao. Ăn miếng ớt là được rồi. Wow. Điên cường. Em đụng người ta đi. Con
No. I don't like cream cheese. I like cream cheese. Oh, salmon ski? No. Can I? Yeah, cái avocado. Và địa điểm tiếp theo mọi người sẽ dắt Dana đi tham quan đó chính là khách sạn có hình cây đàn guitar. Mà trước khi đi qua bên đó thì mọi người sẽ cùng nhau đi mua trà sữa, mua một ít gà chiên, vừa đi vừa ăn. Diana tính vào trong xem coi có gì vui không mà lạnh quá nên Diana đã đi ra ngoài. Nếu chụp phải ra hướng sau. À, bà này chụp. Nếu bà này quay thôi à, còn bà chụp là bà khác. Có đồ ăn và trà sữa trong tay nhìn ai cũng có vẻ rất là vui. Đây là người anh lý tưởng đây nè. Và đây là cô em dễ thương, cô em may mắn nhất cuộc đời. Nói giờ mọi người thế này là chị là chục. Tính nói là cái này chị là vờ vờ kịch thôi nhưng mà ổng là 20 hôn. Không cần phải nói gì thêm. Càng gần càng đẹp ha. Mà trong nó có đẹp gì không? Ở trong đẹp. Đã ngắm nghía cái đàn bên ngoài đủ rồi, bây giờ thì Diana sẽ cùng với mọi người vào trong casino coi bên trong nó có gì. Yo, kill him. Yes. Thế nào nữa? Thôi nè. Sao vậy anh? Hello honey. Hello. Tại sao honey lại bỏ em? Give me a kiss. Wow. Nhìn bên trong khung cảnh này tự nhiên làm Diana nhớ tới Las Vegas quá. Mát mẻ quá. Chuyến tham quan đã kết thúc rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ đi về làm một việc rất là ghê, đó là đi trộm xoài. Ấy ấy rớt cái đầu bây giờ. Nam đây. Đủ rồi. Vô đây, vô đi. Có xong rồi không hả? Để khó chọn mà còn hỏi cho lâu. Trong xe mà phải chết xoài nè quý vị. Đúng trái luôn á. Hái xoài xong thì bọn mình về nhà của bé Lệ ăn xoài xem phim gần 2 giờ sáng về tới nhà mọi người ạ. Hello mọi người, hôm nay Diana và Venus chúng làm đi chơi nè. Chợ cá nè, chợ cá đó. Chợ. Ô trong đó cá đủ tôi luôn. Sau cả một tiếng lái xe thì tụi mình cũng đã tới Miami rồi nè. Nhưng mà trước khi đi dạo thì mọi người sẽ ghé vô mua một ít cà phê uống. Cà phê không có nằm trong cái khu này nên mình chỉ vô đây đậu xe thôi. Rồi sau đó mới đi bộ qua bên đây mua cà phê. Cảm ơn. Ăn gì vậy? Đây là sang cái này. Butter. Hoi san. Chú ăn sáng rồi. Xíu nữa từ từ. Có thiết nè. Không có tiền lẻ. Sao vậy? Ủa, lần trước hình như mình cũng 8 đồng. Không ít. Đi. Mình chủ yếu cho bà coi cái loại nào. Cho đi ra đây coi cá coi đồ đi. Đi cái cầu này cá đầy luôn. Hi Venus. Wow, hot girl nhìn tóc tiện nhớ muốn ăn bắp. Dũng rau bắp vậy đó. Wow, đẹp quá quý vị à. Ủa khúc này tắm chỗ nào?
ở bên kia. Đây là cái khi đầu tiên. Ờ. Không thấy một con luôn. Gì ồ, nó như màu đá vậy đó. Có một con nữa nè. Ba con luôn. Trong cái hộp đó nó to, nó to luôn á. Nó còn đỏ nữa. Nó đỏ lè đỏ lè. Cái chân dài hơn. Cái tay chứ cái càng. Hả? Tay chân càng. Gần hay xa? Ủa sao bữa nay cửa nó không mở? Có đèn không? Không có trò vô. Trò chứ. Bình thường thì mình có thể leo lên nhà hải đăng này đứng ngắm cảnh nguyên một cái biển rất là bự và xinh đẹp, nhưng mà hôm nay tụi mình tới sớm quá cho nên không có leo lên được. Đi, bây giờ đi vô cái nhà nè. Cái nhà này là nhà cũ mà. Cảm ơn bác lắm Duyên. Kiếp. Dạ. Cái này bán souvenir hả? Ban đêm ở trong nhà có cái gián thì thơm mãi sợ. Chờ chút xíu nha. Rồi Nam nó đi. Đi giao đồ ăn á. Ơi con nghe. Đi giao đồ ăn. Màu hồng nữa chứ. Mình đem về đi. Mình giữ lại chẳng hết phẩm bài trên đó đi. Bị vô cái khu gọi là cái khu mà vẽ graffiti hết. Không vẽ ba. Ờ, vẽ cái này là hôm bữa mình đi bộ đó ba. Mình đi bộ qua băng kem. Ủa là ai muốn ăn gì là cứ đi order. Chị tới chị order chị tính tiền xong nó sẽ đưa chị cái bàn, chị cầm bàn ra không được đó okay. Ngồi xong rồi nó đem bưng đồ tới. Chị order crispy tofu với lại cái crispy wings rồi đó. Ok, I'll do it now. A few moments later. Nó cực kỳ quá chị. Nó cực kỳ quá. Cũng 3 món. Cho dịu đắp cái nón của Duyên được không? Duyên có thể che dịu được không? Ờ, nè, che nè. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Che kìa. Che. Mưa rồi, mưa rồi. Cho mượn mấy hiên. Che được gì che. Nó kêu ai đứa bị điên. Rồi xong về chắc chắn bệnh luôn rồi. Thôi rồi, thứ ba lần ta phải đi làm. À, sao đừng nghĩ thêm mà tuần nữa. Nó nói vài ngày nhưng mà nghĩ lại thôi, nói một tuần. Đó thấy không? Mai mì không? Má nắng đẹp, làm ảo.
mọi người tính là ăn trưa xong sẽ dắt đây này đi vòng vòng ở đây cho đây này quay phim chụp hình này nọ, nhưng mà mưa quá cho nên là sẽ chuyển qua khu vực khác, đó là Miami Design District. Ở đây thì có rất là nhiều chỗ để mọi người đi shopping, nếu ai có tiền thì tha hồ mà mua đồ. Venus và những người bạn đã từng ăn kem ở đây và họ thấy rất là ngon, cho nên là hôm nay mọi người muốn dắt cho đây nè đến đây ăn thử nè. Rồi em ăn hết rồi. Thôi, không được cũng không ăn cũng không sao nha. Không ăn không sao, giờ không ăn nhiều nha. Nha. Hoa khô á. Mời mọi người cùng ăn kem truyền nha. Truyền quá a little bit of whipped cream. Đây miếng này nha. Cái này grab it. Nè, dứt kem vô. Ngon ngon. Quá này là dán phi dài á hả? Dạ. Trời ơi, u là trời, siêu xe là đây chứ đâu. Tesla mà siêu xe. Không, cái con nhỏ á. Mini one. Chơi ở đây là độ phân xe nó cao lên chứ không. Đi xuống thấp. Dạ. Yeah. Càng cao thì càng. Ừ. Nó phải bắt thang đi lên mà. Nó có cái loại á, mình nó nhấn nút một cái thang để xuống. Ngầu vậy? Muốn kiếm bất cứ đôi giày nào trên cõi đời này, yes. Từ cũ cho tới mới, từ yes. Năm bao nhiêu luôn. Đây, đây là cửa hàng đỉnh cao. Ồ, oh, là nó đó hả? Nó đang ngồi chắc giày ở trên á. Ồ, oh, là coi nó lâu bao lâu hoặc là real hay fake cái gì á hả? Ừ. Nhưng mà chị mà có tiền á, chị à. Muốn kiếm bất cứ một đôi giày gì trên cõi đời này luôn, cứ vô đó. Đó cái là một cửa hàng đặc biệt. Giờ là đến chuyên mục trả tiền đậu xe. Hồi nãy là bọn mình đậu xe ngay chỗ kế bên cái tiệm kem luôn đó, bên đây nè đó, mọi người cứ tìm cái tiệm kem trip rồi xong rồi kế bên nó sẽ có một cái garage rồi mọi người vô đó đậu thôi. Ai có trí nhớ kém giống như đây nè thì nên chụp hình cái bảng số xe lại nha, chứ dễ làm gì. Trong lúc đi dạo thì mọi người đã lên một kế hoạch, đó là hôm nay sẽ làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho ba của Venus, cho nên mọi người đã tranh thủ đi về không thôi bị kẹt xe đó. Và món ăn chính cho bữa tiệc tối nay đó chính là cá nướng và cá hấp, cho nên bây giờ thì mọi người sẽ đi tới mua cá về làm bắt đầu cho bữa tiệc. Cái này cái gì ngộ quá gì quý vị? Đó, lát mình ăn con cá đó, con cá nó ngon lắm á. Nó gọi là gì? Moonfish. Ở đây nó gọi tên là Moonfish, nhưng mà tên đúng theo tên kia gọi là Lookdown. Còn con cá đối ở đây nó bự cỡ này nè. Còn cá đối nè. Cá đối á. Cá đối. Quất con này luôn đúng không? Ừ, con này nó bắt đầu. Cá đồ. Ủa là cùng một loại, cái này nó bự luôn, to nhỏ hả? Con này bự quá. Con này chắc luôn kem. Mà con này mắt trong nhất luôn. Con này ngoài miền Tây á nó gọi là con cá út. Con này ăn ngon lắm. À, làm gì ăn để ngon? Nướng dạ. Hay là luộc? À, kho tổ hoặc là nấu canh chua. Nhưng mà con này mà đâm, cái này mà nó đâm vô cái là chị đi bệnh viện luôn á. Cái gai nhất giả ba luôn. Nhưng mà tuy nó đã chết rồi nhưng mà nó đâm bằng đâu hả? Ừ. Nhưng mà cho dù nó đã chết rồi nhưng mà cái gai bự này nè mà đâm vô chị vẫn nhưng ăn lẩu vẫn ngon. Ừ, con gấu ăn lẩu ngon ha. Ăn ngon lắm.
Quý vị nào muốn ăn hải sản tươi sống thì xin mời đến với Mama Seafood quẹo lửa nghe. Ê, phần cái máu đấy rồi. Lần đầu tiên đây nè đến với tiệm bánh này, không biết là bánh có ngon hay không nhưng mà nhìn tiệm rất là chất cho nên hy vọng là bánh sẽ chất lượng ngon nha. One cream brulee. Đây là một trong những tiệm ăn Dana rất là thích bởi vì nó bán bánh tráng trộn nè, chè nè và nước mía rất là ngon, cho nên Dana đã vô đây mua một ly nước mía và một ly nước trà atiso mang đi làm nè. Và Dana đã lấy thêm 3 hộp bánh tráng trộn. Cảm ơn một người em tên Vi đã trả tiền cho chị. Mọi người đang đi chợ để tối nay làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ nè. Đi vô chợ chưa đầy một tiếng ra nhẹ hết 5.6 triệu. Anh nào đang kiếm người yêu thì đừng kiếm nữa nhé. Người yêu của anh đang ở đây nè. Cô ấy đang làm cá nè. Thấy cô ấy giỏi không? Cô ấy ngoài giỏi, cô ấy còn xinh đẹp nữa. Không biết cá gì luôn. Trong lúc mọi người đang ngủ và nghỉ thì ba chị em chúng tôi đang còn làm quá trời quá đất để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nè. À và chú anh đang còn nhóm lửa để nướng cá nè. Nhưng mà trời sắp mưa. Và bây giờ thì đến chuyên mục cắt trái cây. Diana thì thích ăn trái dưa, ở trong nó có màu xanh. Còn Venus thì thích ăn dưa, màu cam như vậy nè. Hai người tuy rất yêu thương nhau nhưng mà cũng không có nhường nhịn nhau. Cho nên là mua hai trái luôn, xong cái về Diana cắt hết luôn hai trái. Rồi xong cái mẹ của Venus hỏi cháu ơi sao mà cắt nhiều dữ vậy con. Xong cái Diana trả lời là bởi vì cắt dưa vui quá cô. Xong cái con cắt mà nó hết hai trái nào con không hay luôn. Chứ chỉ làm thôi. Ăn no vô uống nè. Cắm hộp bỏ ấy. Chị ơi xoài ăn. Em thích không? Rất nhiều hành luôn. Ủa là bé này thích ăn hành. Còn bé, bé kia không thích ăn hành. À, ở trong với các con nó qua bên. Em thích ăn cay mà con sẽ thích ăn giòn quá. Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi, bây giờ thì cùng ăn tối thôi nào. Mời mọi người cùng ăn tối với lại gia đình mình nha. Cái nến nó quen rồi. Xin lỗi rằng là chỉ có hai người nhộn với là sinh nhật của chú, chúng tôi chỉ có thể như thế này được thôi. Ủa chú ướt chưa hả? Ướt rồi, ướt rồi. Ướt rồi. Nó ưng vậy. Để vô lấy tiền nè. Trái cây behind you ok? Ok. Rồi, lấy tiền. Vậy là phải lấy tâm đây các bạn. Em chơi hả? Không. Trời ơi, ra nữa. Không có chuyện chơi cái này đâu. Ok, 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 20. Thường thường cái dòng tiền cục khung đó là dòng dầu á. Ủa ai cục khung vậy? Ok, 2 dòng. Trời ơi. 20. Trời ơi. Đỡ quá trời, 41, 42. Ôi trời ơi, 59. Ôi trời ơi, đợi nữa. 29. Trời ơi, ơi. Trời ơi, đợi năm đó hả? Hồi đầu năm lúc Dana chơi lô tô ở Việt Nam thì Dana ăn quá trời luôn. Nhưng mà tự nhiên hôm nay chơi lô tô không ăn đồng nào luôn. Nhưng mà Venus chơi một đêm thôi mà trúng được một khoảng hơn 100 đô đó. Nhưng mà vừa chơi lô tô vừa chơi đánh bài nha mọi người. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Video tiếp theo cũng sẽ rất là vui. Mọi người nhớ đón xem nha. Bye bye mọi người. Rồi, rồi.